Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay tôi với Vật là team sẽ đi tham quan khu du lịch sinh thái Tre Việt. Nay tôi xin giới thiệu một cái thành viên mới trong cái clip hôm nay, đó chính là người thứ hai là ai nữa đây? Hôm nay có một sự xuất hiện đặc biệt, đó chính là anh Nam. Mời bên kia giao lúc. Anh Nam mới đi thay đồ ra. Còn chìa khóa không vậy ba? Còn cái gì? Bây giờ cột chìa khóa cho Nam luôn. Còn cái dắt nha. Không có nắm vào nhớt cái là xong luôn đó mà. Anh Nam yên tâm đi, cái loại dây này nó cột cứng lắm. Cái này chỉ có lát nữa là chặt tay anh Nam mới lấy ra được thôi, chứ còn không thể nào. Sao lát tháo? Lát thôi mình sẽ lấy cái dao mình cắt ra. Bây giờ tôi sẽ dẫn phái đoàn đi rửa dọ. Rửa dọ đâu? Rửa dọ vậy? Rửa dọ có tâm với hành tinh luôn. Bây giờ đếm 1, 2, 3 mình nhảy xuống cùng lúc cho vui. Quay lý TikTok hả? Trời, tính ra hôm nay tôi kêu đi làm vlog cho tôi, cái tự nhiên giờ mấy bà chuyển sang quay vlog luôn. Oh no. Mấy cái bà này chưa hết trơn là bắt tôi quay TikTok rồi. Giờ này người ta ăn rồi mình mới đi tắm. Rồi bây giờ anh đứng giữa hay sao? Thấy hết không? Thấy hết chứ. Anh đứng giữa thấy rồi, nhảy thấy rồi. Còn anh quay sao? Thấy bên đây đúng không? Bây giờ một đứa đứng đây rồi, ví dụ quay rồi, nói gì đây? Nhảy cho đều nha, xuống cho đều nha. Nhảy đều mà phải nhấn sang. Không, quay đứng bên hông anh nè, bốn đứa hàng ngang mới được. 1, 2, 3.
phát hiện rồi. Tôi ngợ lắm, tôi đói lúc nào tôi quất lúc đó à. Mẹ mà ăn bao nhiêu đây đồ ăn hả? Ăn gì ngon? Dạ nãy giờ sáng giờ em bơi quá trời luôn mà em ăn mới được có miếng thịt thôi mà cũng bị phát hiện luôn. Bởi vì mấy anh chị khó khăn với em quá. À dạ, đây là một con ốc bù nhồi thịt nha mẹ. Mang heo, xì heo thôi. Giờ tôi sẽ lột nó ra. Ê, quên. Trời ơi, nhả nữa. Trời ơi, nhả nữa. Giờ clip đi. Banh cái clip. Chấm miếng cơm ớt, ăn mới đúng vậy. Ngó mùi. Ừ. Nhỏ nhỏ nhã thôi chứ trời ơi. Ngó có dài dài đã không nha. Rồi hai gặp fan xin chụp hình luôn. Ủa tính ra tôi cũng đổi tiếp xong ai nhận ra tôi rồi. Chạy với anh Nam. Người ta thấy chú này ta muốn nổi khùng rồi chứ phải nổi tiếng nữa chứ hiểu không? Chết luôn. Đó là mình đi với nó là sẽ hết bệnh. Chưa nắng luôn mình ra ngoài kia bơi. Xong một lát nữa nó kéo mình đi thì cá giác nữa. Các bạn coi thử là tối nay mình có lập không nha. Mình á là mình canh mấy cái lúc mà anh Nam anh ăn á cái mình quay cận mặt ảnh để cho anh khỏi ăn luôn. Sao vậy? Đi mắm đêm luôn. Anh Nam anh kiện ăn mắm đêm cho anh đi lấy thêm mắm đêm mới chịu. Trời ơi lần đầu tiên đi ăn buffet mà tôi thấy cái hộp vịt muối không biết để gì cho ăn cháo hay gì vậy. Sau một hồi chờ đợi anh Nam đã lấy được chiếc mắm đen quay lại rồi. Còn nó lốt nữa chứ. Cái bàn nó lốt nữa mà sao không thấy ai lấy vậy? Đó. Đó, anh Nam ăn là phải có mắm đen nha. Phải đàng hoàng ăn, có ớt luôn chưa? Đó. Đó. Ớt nướng, ớt nướng. Trời ơi, con cá nữa. À, cá lóc. Cá lóc nướng của Minh Tráng. Ờ, ông lấy cá lóc hồi nào tôi không biết luôn. Anh Đức à, anh ăn anh Đức à. Hồi hồi anh vòng qua vòng lại là hết luôn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó không nhả. Không thử lắm nha. Cái gì ngon? Tôm à. Cái gì mà ăn dưới mưa luôn vậy? Giọt quá. Chỗ nào á không giọt thì sao tự nhiên nó giọt mấy cái chỗ của tôi xui vậy không? Ai biểu sách độ mọi người ăn mình chứ. À, đáng đời. Chưa. Chưa.